Xin chào các bạn, bữa nay thì mình lại chỗ này là chỗ nuôi quen thuộc nè, không còn lại nhà ai nữa. Mọi lại đây thì phải nướng rồi, ở đây có mua mấy con cá nướng nữa. Chỉ biết nướng thôi, nướng là dễ nhất, dễ ăn. Khỏi mất công tốn gia vị đồ nữa, công dọn dẹp tùm lum tà lá, không mệt lắm. Có mua mấy con cá trạch quế nướng ăn chơi. Phải có lại nhà người này người kia thì còn chế biến món này món khác, còn lại đây là toàn là nướng không à, chứ làm mấy món khác có không biết làm nướng cho nó dễ. Nướng cá chạch chấm muối ớt làm lá gai được. Hôm giờ trời mưa quá, trời mưa nãy giờ nó mới hết mưa nè, chắc ngồi chỗ này nữa. Đó, cây nước huyền thoại, hồi dọn chỗ này sạch sạch ra ngồi là được rồi. Hôm gà trời mưa quá trời, đốt lửa không có cháy cái quần gì hết trơn, khói không à, không có cái dĩ nướng nó, trời dĩ nó mất tiêu luôn. Nói là nướng để miếng thiết nướng mẹ cho rồi, dĩ nó mất tiêu rồi, để bữa nào mua cái dĩ mới được. Trời đủ má chiếc ghe bự dữ trời, không bằng ghe bỏ không. Coi bộ nó không xong rồi, không chín được rồi, chuyển qua cái dĩ. Biết sao mà hái què nó xuống đây không? Biết sao hái què nó xuống đây không? Tại hôm qua 10 lầy nó hỏi tao nghe mày đi chưa, tao nói nghe mày đi rồi. Không phải 10 lầy là chạy xuống đây trước tao. Thề mà có lợi thề là không xuống đây nữa mà. Thằng nào thề vậy? Được chưa bác? Cho nó khô khô chút xíu nữa ha. Chưa tới không được. Chưa tới đấy. Mà công nhận ông nướng hay thiệt. Chút xíu thằng ông nướng chín nó trần. Bà không chút xíu thằng chín gà luôn mà. Kinh. Này nướng nướng như đúng rồi, nướng phải tại ít. Nếu mà vừa than nhiều phải không? Chơi nướng đồ ốc sao tới như bà hổm nữa. Bướm sắt đó, đúng không? À. Nhà thằng tụi em á. Còn có 25.000 bạc kêu mua ốc sa tế. Mua hai cá hết 15.000 này. Đủ tao đi mua mẹ vô ký hay ký đi. Ký hay ký. Mà hết dòng người cái sớm lại ăn luôn. Cầm đi thôi. Cầm như bệnh đó. Cầm thôi. Mẹ tôi quên lấy vô thuốc đi. Cầm đi quậy đi trời. Thuốc nó nặng quá chịu nổi đâu. Mấy này sao mà hút mèo hút IC sao thấm không trời, sao không hút còn 4 đứa một lượt quá. Cái nhỏ là chạy mở, cái nhỏ càng chín rồi đó. Nhỏ luôn á. À, có hai con không cho con chó được con nào hết trơn, tội nghiệp nó. Nó ngồi nó canh nó giờ. Hòa đó lên mạng chút xíu đó cho mạng xương mày. Đó đi, canh neo xíu đi, như chó thịt xương vậy đó. Nè, mùa này nè, mùa này với tháng 9 tháng 10 luôn. Cá chạch này hả? Ừ. Sao tao nghe cá chạch bông chứ. Nghe mấy ông gì nói đó. Ông ngoại với ông gì nói cá chạch có bằng cầm giò. Nhiều con. Nhiều con như cầm giò vậy, một con mà cầm giò mà nói nhiều con bằng cái ký nó có chứ, nhiều con mà cầm giò sao được, à, được lâu. Mà hai ba người nói mà thời hồi đó chứ bây giờ có cái thời hồi chiến tranh đó, nó chặt lâu rồi lâu ở nước mặn á, bữa mà cầm tay rồi cũng có cầm giò rồi. Cần cầm giò ông tư đất rồi, nó dài vậy nè, dài vậy nè ở trong mình nè. Ờ chặt lâu rồi đó, vậy là gì vậy, xác nhận vậy chắc đúng rồi đó. Thả câu bằng câu kèo á, câu kèo thả theo mấy cái đám là ô lá rồi nè, rồi đó. Lá rồi nè, thả ở đó thả câu kèo vậy nè, dài thon nè, kinh hơn có còn cả ký quá. Thả nhiều lắm, nước mặn á, nước mặn nhiều lắm đó, nói là chiên là nước mặn mà.
tới thả câu đó, tao thả đây, đây đâu chỗ xù ra tới ngoài chỗ dầm cấm đâu dài dài ngoài á đó. Đó là cá nhiều á, đại cho mẹ tấm ra. Ủa sao mà cá chạch nước mặn ta, con nhớ nước ngọt mà. Cá chạch lấu là đúng ăn, cá chạch đồng á. À thì nó mới được ngọt. À giang nữa. Chạch lấu này là có bông 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 đó mày. Ờ nãy giờ tao đang nói cá chạch đồng. Lưới nhà dính cá chạch con. Nó cá chạch đồng mới bằng ngón giò cái gì. Lưới cá mới lớn, mới lớn nhỏ hơn nữa. Ừ. Đi giăng lưới cá chốt giấy á. Con nào nó quanh quanh. Hồi đó đó đa số là tháng mà mới qua tết không? Vô trong cái đài, là cầu tấm tụ vô nè. Đó có cái đập đầu. Đầu nước nó cạn đó, đóng bự nước cạn đâu. Đắp khúc tác tác đầu không có nước vô để lại sáng lên lụm cái chập ngóc mỏ lên. Sáng lên lụm nó về một đống luôn. Đúng rồi đó, cái chập nổi đầu đưa cái mỏ lên đưa nhỏ nhỏ quắt lên đầu, đầu sáng lại đầu lụm sáng lụm về một đống nhỏ nhớ nhỏ. Là tác kinh luôn á. Kinh nó. Hôm nay cái thằng gì á. Nó nhìn ra ha, nó mua cái vuông của mày. Mà tắt vuông xong phải không? Nó mua cái vuông của mày. Này nó phải nó mảo cái vuông chứ phải là mua cái vuông nha. Nó mảo nó mua cái vuông mày là bao nhiêu tiền đó. Nó xuống nó bắt cái gì, nó bắt lịch. Thục lịch. Ờ. Nó nhìn thấy cái vuông mà nó biết bao nhiêu đó, lịch với ấn chung rồi đó. Và nó vô nó lấy rồi. Cái vuông nó bán cho nó. Nó nhìn thấy cái vuông, nó coi cái vuông sao rồi. Hợp giá tiền nó nó bán. Ừ. Bán cho nó. Nó mua lại đó. Mà tại biết mình có thục tôi vuông làm gì lịch nhóc không chắc. À, thấy không thấy thiệt cái chích cái là nó làm bốc lên tên đó nhưng mà không biết bắt nữa. Đây ăn ngon dùng dưới nữa. Dùng Cà Mau á bắt lịch hay lắm. Dùng mình không biết bắt đâu, chứ dùng mình dở. Dùng Cà Mau biết nó bắt bằng gì không? Mày là người biết. Giống như gạch cái lư là hái cắt lúa vậy đó. Mình mực kìa. Nó bắt bằng hai ngón chân luôn à. Là nó vào. Ăn nữa. Ờ đi quán, chạy nước nhậu ha. Nhậu nhậu với ai? Với quen bạn nó trong hôm qua hả? Qua mày điện tao trong bài đó má đi sao không chết nhậu sao được dân lạ không đó cũng kỳ mẹ ở gần nhà của thằng vì hôm qua tổng cộng có được nhiêu mấy lít uống rồi là tao là ngủ rồi ai cho trên luôn mấy sáng lít? Là để là lính là đưa về luôn vừa ngủ vừa bia luôn hả? Ngủ rồi bia uống nè là bốn chậu đó rồi biết quá kinh đủ luôn quan chạy xe về nổi tao về với quan không chắc là lắm hai cái xe chạy chút đâu hết nổi không bây giờ mình lên mình chạy rồi tao mắt hết thấy đường rồi mình chạy chút tao quơ má mắt mày phóng xuống đi chạy tao chạy này hai lần nổi tao chạy mất cười lắm làm tao nguyên ngày hôm qua nằm ở nhà hay không thiếu lắm hai lần tới hôm qua nằm ở nhà không có nhậu cái nào đâu. Nhậu cái gì? Hôm qua nhậu cái gì? Tôm bắp mẻ mà lắc xe với chiên. Nó sẽ đá chấm tạ. Đồ má. Rồi cá lóc nướng, cá lóc chiên, rồi ếch chiên, ếch chiên, ếch của Linh á. Nông sao đó. Bắt lên rồi bánh chiên. Lên rồi mới làm bao tử sạch sẽ. Đang bao tử. Chó hơn nha ăn mày. Người ta lớn nhất nhậu lớn nhất anh ta gấp tao. Ba ăn bò tử đi bò tử hỏi mày ăn đó gấp tao đây ăn bò tử rồi này chó ăn cây ăn đó nó kỳ anh ba mà bò tử ếch bữa đó ăn ngon thì trời tao mới biết luôn á trời má ngu thiệt bò tử ếch bò tử cóc cóc đồ lòng rồi thổ nguy hiểm lắm nghe ăn nhưng mà bò tử cóc ăn còn ngon hơn bò tử ếch nữa có đó biết làm mới được à thì làm thì một ấu ra thì rửa sạch thôi chứ còn sợ trứng tốt nhất thì bỏ hết đi bỏ hết đồ lòng luôn rồi bò tử cóc mẹ ngậm mà nghe luôn cho biết bây giờ bò tử cóc đâu có nhiều phải có nhiều á thế là phộng dòn vô đầu nướng xào cũng được ngậm mà nghe luôn cho biết bà tử ớt ăn sao bằng cóc đâu nghe nói rồi nghe nói vụ bà tử cóc rồi mà thôi giỏi quá không dám ăn đâu cóc thì quan trọng là người này biết làm mới được làm đi bỏ bụng á trứng với cái gan đó trứng với gan này ăn là bị là ngộ độc đó trứng ăn tử vong luôn chứ ngộ độc mẹ gì nữa ối mỡ đó nó mỡ ăn bậy ba tử vong luôn á quy tiên á băng hà luôn cốc phải bằng cực kỹ nó rồi cốc bằng sạch cốc á ăn mà làm á chắc ăn nhất là làm cái vòi nước vừa xả nước ra cái mình vừa rửa cốc vừa làm cốc luôn là nó chắc ăn nhất có đồng nó chơi nè, lại chụp
cơm thịt cho trẻ. Phụ nữ lái ghe mà lái bằng giọt luôn. Ủa ba ghê lại dễ lái hết mày á. Ghe nổi chứ ghe khẩm đi, tụi mới đâm đâm bà tím luôn. Đâm một cái lấy là không được á. Tao nè, bị đâm cái này tao phóng tới thằng nghỉ về về tới công ty ở trên An Giang cho nó đi lục trời á. Về tới đó là có bờ luôn. Mày 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 đụng vào nhà người ta hay vậy? Ừ, đang buồn ngủ thấy có điện mẹ mà mới ngoài. Cái đó cũng hơi là ghe khẩm á, là ghe khẩm luôn, ghe khẩm là trái lúa luôn mà mấy hơi này không kịp vì cái ghe mà nước nó đổ như thác ha. Ở trên là Vĩnh Hưng cho nó. Ê chợ ơi, gần chợ là Vĩnh Biên cho nó. Không, nó có mà hên là không sập nhà ta đó. Cái nhà sàn đủ mới đập một cái. Hên là không sập á. Cái ghe đó bao nhiêu tấn? 28 tấn. Bự không? Ghe ai tao nói tấn cũng không biết gì mấy đâu mà nó bự hay không kìa. Nhà sàn té lượng như vậy. Trời ơi trời, buồn ngủ mắt chớp nhãn đủ ơi. Lúc gần sáng. Chạy buổi sáng buồn ngủ quá trời, mở mắt ra tới nhà sàn rồi. Quên là mấy ngoài nữa. Phải mấy trong thì đủ mà tốt ra tao giật cái cần số tao ra một cái cỡ là tao dám được chứ. Phải không? Để chạy chiếc xe lên xanh đó phải không? Phải rồi. Nó chạy kim. Sao đó thì cũng chạy hàng bóng rồi bị hoài ngoài sông cái không sao. Vừa mới được cái nhỏ nước nó chảy rồi. Nhất là giá cỡ 3 giờ 4 giờ sáng. Má nước gồng á, lấy ghê khó. Mắt chót nhán buồn ngủ mà cũng ráng chạy thằng tranh thủ về rồi. Rồi vậy mấy cái người đó không đặt mục tiêu an toàn là trên hết rồi. Chạy hàng bông là chạy suốt đêm thôi. Giá cỡ 3-4 giờ sáng á, trời nó gục. Mở mắt ra tới nhà sàn chết ý mẹ gì. Tốt ra đây cầm nó lái. Mà xuống phóng xuống đổ mẹ. Cái ta lái nó quýnh vô cái ngực nữa, mất thở nữa. Mày dám không kịp. Gặt thằng số dám không kịp. Búa vô dạy cọc cái của nhà nó mất dạy rồi. Nhớ rồi. Cọc đó chứ đổ lại nếu tiền xi măng tiền hồ đổ lại là cao lắm mà không tới 500 ngàn, có cọc nhỏ nhỏ à một xíu à xỉu cái cọc xi măng giờ để lại 2 triệu đi rồi lên đổ lại cho tôi bỏ mất 2 triệu ra buộc mình đó thì bởi vì họ mà họ chỉ có mình đó, đó rồi về tới công ty phóng lên bờ liền ôm cặp te vậy nghỉ luôn mày chơi nghỉ vậy. Đúng rồi, mà xui thì nằm đó mày đổ cho nó nha. Thì dằn cọc đây chứ rồi đổ cọc xong đi rồi bao nhiêu tiền không biết là chủ nhà đưa lại 2 triệu. Có một cây mà dễ đổ lắm. Cây cây hả? Cây một à. Thôi là không sụp nhà người ta đó. Không mà cái sàn thôi chứ không phải là cái nhà. Sàn lãng giống như sàn lãng như mấy cái nhà. Sàn lãng ở trên là như là nhà cây kê vậy đó. Má mà tưởng tượng lúc đó là lá xà lan rồi sao? Xà lan là ngủ mẹ xà lan hết mày. Xà lan là đi đường bự không à, chứ đâu đi đường nhỏ đâu. Ghe thì lãng lách mấy đường nhỏ đi. Trốn mà giao thông nữa. Đi phải đi mấy đường nhỏ, kiếm đường nhỏ đi. Chị lên đường tứ giác trong xin cho nó chạy đồ nữa. Lãng lách mấy đường nhỏ các bạn. Máy chạm giao thông cho nó. Giao thông mà ghé trình chạm cái là 200, nhét 200 vô. 3 chạm mình nghĩ nhiều 600 ngàn. Phải đi đường né. Dữ hụn cho nó. Ờ thì xà lan của anh là chẳng thiên đụng đó. Có xề mẹ gì đâu. Thường đâu bộn tiền lắm á. 2 mấy triệu. Nhà chỗ là bế đò cho nó. Bế đò là mày qua đó mày. Ừ. Xà lan của là chẳng thiên là búa vô đó. Cọ vô cái nhẹ thôi. Bỏ mày đâu có siêu đâu. Siêu cái đó thường nay giá thường 200 lắm à. Đưa một cái sập cái nhà ra cái thường đã thường đủ luôn chung đủ luôn chung hết luôn này cõi dính cái cột nhà nó bạn Quy là lái rồi bạn Quy nè là người miền bạn Quy nè chắc Hải Huệ nó lái xà lan rồi chắc hay lắm mày hay hay không á đừng nói lái hay hay không do biết xử lý trường hợp biết ghé cái lúc ghé là lúc quan trọng á. Lấy được chưa nghe án được lấy bằng cái vỏ không ạ? À, nó cổng độ mấy chục người nó còn lấy được đúng không? Ai? Ừ, Hải Huệ á. Là cổng hai mấy chục người. Nó lấy cầu tốc đó. Bình thường đúng không hả? Cầu tốc thì rượu mấy nó mày chẳng là cũng như là cái máy vỏ vậy thôi. Cầu tốc nhẹ lấy hơn nữa. Ai biết đó, tao lấy vỏ là còn không biết nữa. Bo cano càng dễ chạy hơn nữa.
tao lấy vỏ, tao chỉ sợ nhất là cái thằng bạn học tao nó lấy vỏ thôi. Dễ lẹ nè, dễ lấy nấy. Mày biết biết mày biết mày biết mày biết thằng Thảo không? Thằng Thảo nhô á, nó lấy vỏ thì nguyên xứ là ai cũng sợ nó lấy vỏ luôn á. Nó lấy vỏ mà nó chở xăng dầu cho đại ca, là cái xăng đó bây giờ là của thằng Thăng á. Rồi mày biết thằng Thảo không ta? Thảo nào? Tao biết trước trước là thằng Kha. Thằng Kha phải dăm dừa. Thằng Thảo bạn tao. Thằng Thảo mà đẳng cấp. Ai ai cũng nói luôn. Nó ha, nó vừa mở máy giật cái vỏ lên rồi phải không? Là nó cầm cứng ga rồi đó, rồi nó mới thải con vịt xuống. Chứ không phải là lên ga từ từ đâu nghe, nó cứng ga xong rồi nó mới thải con vịt xuống. Nó ôm cua, chỗ nào ôm cua hết trơn á. Lẩu mày, cái đó là gọi lẩu. Mà nó dữ lắm, nó chơi rồi hết ga vậy đó. Chứ không phải cứng, ẩu. Mà càng bởi vì càng ẩu nó càng cứng. Chứ cái xuồng máy tao là tải trứng vịt tao bé rồi. Tao đi xuống Ocean mua trứng vịt, Ocean một cái mà chạy mà nhìn mà ngẫm mà nghe luôn. Một thằng, một người là dằn mũi lên sao chạy cho mày coi. Mà nồi lái cứng không á, vấn đề thôi. Thế nó mày chạy càng dột lại càng dễ lái. Dễ lái. Hai vô mới đừng trong vô tao, đừng cho thiếu đâu. Bo mày thấy không? Mày bo là cứ tấp ra lại. Đó, cứng ra luôn. Tao sợ biết sao, sợ ẩu đằng kia có chiếc vỏ đâm lại. Đâm lại là dính liền. Đó, là đối ngược với mình á, mấy đứa nhỏ mình à, đâu dám bo quá trời. Mình phải kỹ bằng đó mày chứ trời. Đó, nó quất cái là nó cứng ra từ đồng rồi nó cứ ngồi lặt vỏ hoài luôn. Có thằng kia nghĩ đừng vô nhỏ xíu mà chứ không phải là nó hay phút phải không? Mà nó lặt vỏ hoài nha, thằng kia đâm lại cái là lỏng lên thầy bảy nó lặt vỏ chứ nó chơi cái đó lặt vỏ hoài luôn đó, là úp vỏ luôn thầy nói đó, nó lặt vỏ hoài úp vỏ luôn đó. Ok, cái là nó úp lặt không phải là nó làm gì hoài, là mình chạy xe thôi, mình chạy xe mình càng như mấy thằng chạy đua xe, mấy thằng chạy cứng như quỷ vậy. Sát vô nó lạc à. Nhưng mà nó lạc mấy lần rồi, nhưng mà nó mà con nghe nói thôi, nó chạy cứng dữ lắm, ai không nói cho nó. Thì bo quá trời, lắm gì cứng chứ cũng lạc. Nó lạc mấy lần rồi. Dạ. Nó chở xăng dầu á. Giao xăng dầu cho người ta. Quất lạc vỏ ôm cua. Cua lạc cứng ra. Quá ôm thì lắm gì chịu đó. Đó là chạy ẩu hay chạy cứng. Ẩu, nói chung là ẩu đó. Rồi không sát thì sống đã chết. Lưỡi rụng này uống chết rồi trời. Kinh nhỏ chứ. Đúng. Dập kinh nhỏ kia đó rồi. Ốp vỏ luôn. Mày tính cái dập nướng ăn nó mà nó béo thật trời. Ngon bổ, tắm muối ớt con chanh là ngon nè. Béo, thì nó béo mà. Hổm như nhà mày thui. Mày mua mấy con ăn, không hết rồi. Không, chúng muốn ăn á. Mình bởi vì thấy mình thấy đông người mà mệt mỏi quá, tao không mang tao mua súng. Nói gì mở xong rồi. Tao có dám ăn đâu. Tao có xíu khúc đuôi thôi, không biết ăn khúc đầu nữa, giá bộ nó hết ăn khúc đuôi. Rồi đó. Rồi, còn hết ăn khúc đuôi lắm. Đây khúc đuôi con đi. Đây khúc đầu có dám ăn đâu, khúc đầu lớn không dám ăn khúc đầu thì được, mắc dạy sao? Thôi, còn à, còn hết là khúc đuôi lắm. Dẻ khúc đuôi con đi. Còn dư nữa. Tại ăn cái gì cái kiểu là mồi để dòm thôi cũng ngon đó. Bạn ăn bà ăn... con chú hai chưa lấy đâu, tới với tao đám mà làm mời bà ra chú bạn được lắm, vô nhà chơi thì nói chuyện với con 42 tuổi không, nói chuyện với con là dạ anh tôi thì thôi anh tôi nhìn con dạ thương mà không mình đàng hoàng lắm, nói chung nhớ giống hai lần nhớ biết mình dễ thế mà chú già phải vậy, bởi vì chú bạn thôi, bởi vì có nhỏ gái nhỏ phút tuổi rồi cái xui kết cũng hai năm mấy rồi, kết xuống là 2 năm rưỡi nè, dạ anh xui cho anh xui được rồi, cái chuyện con dạ luôn rồi, bảy giờ với mình cũng dạ mình thôi lại, lớn con lại 9 tuổi á, có ông anh có ổng có bả đẹp trai ha, ông mà nằm đó, nhìn ổng phong độ, ông đó, nằm giọng gì mà biết ông gì không, nằm giọng nằm giọng á nha, không phải, người ta không biết, ta mà người ta nói sao ta nghe vậy thôi, ta có biết gì đâu, nằm gì bả này cũng nói chung là cũng lại những chuyện khác đó để cho biết con ta biết. Nhưng mà trước mắt mình họ tốt với mình. Đúng rồi. Là mình nghĩ là bả là tốt cho mình tốt đi với bả thôi. Thôi còn những cái chuyện họ lại ở đâu thì kệ họ. Không bàn đó tới đâu. Ông đó nằm để... Ông đó là bộ bà xui tao đó, ông sáu đó, sao ông với. Mời anh á. Ông nằm giống hả? Ông không nhậu quá nha. Thì
ông với cái ông mà chở bác sĩ tôi đi là hai ông là kẻ thù địch thủ đó. Hai ông là đội thôi cũng nhau chung muốn lộn thiệt á. Kỳ phong địch thủ đó. Kỳ phong địch thủ đó. Là gọi là hiểu rồi đó, kỳ phong địch thủ là sao đó. Ông nào cũng đổ chẳng. Úp. Đâu. Cái máy vừa xuống xong rồi. Mẹ mày lại trễ tôi quên vụ mày nữa. Quên nữa, chút chút ở đây cho mẹ ăn. Tôi bởi nó phải cho con thằng thằng trai ba đó. Trai ba 21 tuổi rồi. Trời tao con nó tức đô lắm. Tao tính bả là có con gái nhỏ thôi chứ. À giờ có con trai nữa. Con trai 21 tuổi rồi đó. Gặp tao kêu con bác thôi. Thì xui mà. Xui ra là bác cho tao là bác là quen à. Nướng đó. Nướng nướng thiết mới chỉ là tới đồng bà thiếu luôn mới chín cá. Chín cá rồi rồi nó ít. Nướng thiết á mình phải chán dầu lên. Chán dầu nhưng mà nó không ngon bằng mình nướng hai nướng mình dĩ thôi. Nướng nướng thiết ngon. Nó nướng nướng ngói á. Cái nướng ngói chưa. Nướng ngói con ăn hoài à. Có à. Trên Bạc Liêu á thì ưa tổ chức nướng ngói ăn chơi lắm. Lòng nướng mới hầm giờ. Nướng bằng có dĩ mà. Nằm mà nghe rồi em tao về là lại đem giờ. Gạch ngói á. Cái đó dễ chín nha, còn nóng mà chín mà. Họ lắp một cái này đem về nướng cho mẹ ăn. Nằm mà nghe luôn. Nó về nó đem lần chục mười mấy ký về, sầu lông nướng hành, sầu huyết nướng hành, đem về cho bán tỉnh rồi. Về đem về là có dĩ nướng rồi. Mà nướng là thấy không có cát luôn, nó ngâm trước khi nướng rồi con sọ phải không, nó ngâm trước hẻ hộp ra nhả cát ra rửa sạch phải không, chuẩn bị mưa luôn, mưa thì chảy rồi con. Mưa chạy lên nha, đừng đợi bên đó luôn, đang nhỏ mà trời mưa. Thôi, giọt thôi, mưa rồi, mưa tới rồi. Mưa quá trời mưa luôn. Đang mưa rồi. Mưa thì mưa, nhậu thì nhậu, thế thôi. Quên, tại mới quên có nhậu mới vậy đó, bệnh tiền tử. Không có tiền nhậu cũng được nữa. Không có tiền, cho thấy mình không có tiền, bắt bụng. Bắt bắt lộng mưa con có tiền nè. Ok. À. Có bán bóng mới, màu mới, màu mổ. Chắc trời mưa, chắc có chuyện nghe không rõ gì mấy. Mày biết sự thích của con gòm không? Tại biết sự tích của nó. Nhà có hai cây mặn á. Cái mặn trước cái vậy à. Nó ngủ nó văng bùng á. Nó văng bụng sợ ta trộm mặn á đó, nó văng bụng á đó. Rồi à, là tao nghe nói rồi. Nhưng mà mày kể tao nghe luôn. Ờ à, tao kể với ai kể. Mày kể lên chấp mày lại mày dính đang lé. Thằng đen mà không có tao. Ai à, còn đang lé gì đó. Lại đụ nó dính luôn. Tụi tao thì nó cách mặn hoài à. Nó có hàng rào rồi, thả rồi. Không, lúc trước không có hàng rào, lúc trước có hai cái mặn thôi. Cái thằng đen á, hai thằng cách mặn hoài à. Nó ghét quá trời, nó nhăn mụn nó ngủ luôn. Nó làm cái kiểu đó, tụi tao thấy ghét nữa, thằng đen nó ghét nữa. Nhăn mụn ngủ rồi phải không? Thằng đen nó mới nói sáng sớm lên, thằng đen nó nói đưa đường dưới đi làm á, đi bán ngoài chợ á. Năm như mấy à. Thằng đen nó kêu cửa, không phải, thằng đen nó kêu mùng, thằng gòm. Nó kêu thằng gòm nè, gòm ơi, thích tập thể dục nè, gòm ơi, tập thể dục nè. Rồi, bộ má nó thấy thằng gòm im ghê rồi. Nó thấy thằng gòm nó không nói chuyện gì hết trơn. Mà chết mẹ rồi, nó len nó buồn hết trơn, còn cái bạn nữa. Đen ngoài ruộng tao chứ nói với anh Tông búa. Nói tía đi, ngủ chân cái bạn. Mà thằng đen cách tới cái bạn luôn. Má cắt tới cây luôn mà
thì nó bộ cái tập thể dục nữa, để nó trẻ luôn nghe. Sáng sớm kêu gồm mới tập thể dục, gồm ơi tập thể dục này gồm ơi, không phải tôi nói nghe, như nè gồm ơi tập thể dục nè, gồm ơi tập thể dục, chứ phải là kêu lớn nó hất vậy thì sao mình có nó tao đền hình tao hất được hay không. Đúng quá đẹp, nó biến thú quá đẹp, trâu con cây luôn. Mà cái thời đó, cái thời trộm giặt đó còn nhỏ, bây giờ nó cây cho là con nó còn không ăn, nó chi nó không trộm. Mà ngộ mà hồi đó mình trái cốc cho ổn ăn ngon lắm trời. Hồi đó nó thiếu lớn kìa, giặt cốc nó thiếu lớn. Bây giờ thì giờ năn nỉ luôn, bây giờ năn nỉ ăn đó ngon. Chúng về em hàng đó em cũng có ăn những ngày năm. Mà sao hồi nhỏ mình ăn mấy cái cốc chổi ngon lắm, ngon cực kỳ luôn á, có me luôn đó. Nói đó, thầy chú em, gặp cây ổi nào thấy mình tàn sát luôn á. Nói gì? Anh thấy ngon luôn mà chú coi là chú mình coi ăn cắp luôn nữa. Nhằm cái bạn mình nó ăn cắp ổi á, nhưng mà cái ổi nó đúng tay gắp hết trơn, mất tay đủ nó lên hết trơn cái ổi á. Bấm vô coi nó mềm cứng rồi. Gắp cái me gì đó, gắp me gì đó. Móng tay cho cái mẹ, nhóc cái móng tay cái ổi thôi nè, nó quay lèo lắm, cái ổi đụng má móng tay rồi nhóc cái chân trời. Đó là khổ rồi đấy. Bây giờ anh đang nghĩ đằng này có cái gì hỏi ông Tư á. Trời ơi, ổng là khổ dữ lắm. Ông già ông kéo rồi ông chứ đậu á. Ông có đậu rồi. Những cái gì nổi trước người ta nghe nè, có mấy cây ổi à. Mà đó đi vòng vòng đi đẳng này cỡ nào cũng phải cháu đó, vô nói chuyện ra đã rồi vừa phải cháu rồi đó. Hồi đó là trước hồi sau là bà ba chồng bà dạo lệnh cho ông lẻ nhà ông cái xích này nè, đây đẳng chú à, đây đẳng khoảng 150 mét rồi, trăm rưỡi mét rồi bãi đất trống nè đó, có nhà đó nha, đó đồng nhịn đầu trời mưa này rồi thôi rồi mấy đứa nhỏ ngủ là chén rượu chứ hèn rồi mấy chị em ơi không có tư mấy chị em mấy bà cũng là con gái mình cả tuổi với mình bự hơn tuổi, trời mưa này hồi ngủ đâu rồi chị em đi ăn cắp trai gái gì nó cũng thích chua cho đi ăn cắp đi ăn cắp cái đầu ăn cắp nhất là còn chơi cái chiêu mà biết còn ở chơi mà cái chiêu thiệt ảnh luôn, cái chiêu mà cái chiêu này là nói chung là già khẩu đi sơn như bao với là mấy bà chế nè có ngàn vô mua cái bánh lá dừa bả thì có bắp lá dừa bánh tét đầu vô đầu nhà đó đó mà dậu đậm như là có đèn đèn bây giờ đó mà dậu đầu vô đầu vô làm chị đâu là cái dậu mua bánh lá dừa vô bà con bán coi có bánh lá dừa bay nhét ra đằng sau ấy tao thấy ai sao tao lấy 4, 5, 7 cái gì đó về mua có cái bọc về mấy cái chè chia cho ăn nó mày nứt cái bụng luôn chơi chưa, nhét cây rau á. Sao lúc đó ăn ngon ha, bây giờ rồi. Hồi đó khổ kỳ quá, khổ quá. Nói chung đó mình khổ lắm. Cái dẹo nè, cái dẹo mới nhắc bà phải đây. Ê, mẹ bà cô ba mà chết chứ nên chưa bà còn chừng nào mày chết mày đi lúc ngay cho bà tiếng đi ơi. Tại mày hồi đó mày cũng dữ lắm đi ơi. Tao cũng dữ mình dữ mày dữ bây giờ mới nhắc hoài luôn á. Dữ mày thôi, nhắc hoài luôn. Mày chạy thôi. Mày có lên ngủ không? Con bọc không? Còn ổi trời mưa lâm râm nè, mình làm ăn ngủ nhau rồi nhỏ nhỏ cả phút rồi đó phút rồi đẩy rồi nhìn lại cấp ở bả bảo nguyên một giường luôn nhỏ nhỏ đó bá lắm về yeah, có một cái câu mà câu thơ là tao đặt luôn về yeah. Có một câu thơ đó nhỏ nhỏ mới là đặt 1, 2, 3 và bà ba có cho ổi. Ê ai mày đặt đấy, cái câu đó tao không biết đó mà sao mày đặt được gì vậy? Wow, hai ba rồi ba ổi rồi. À, cũng bởi đậu mày gì đầu lao bộ nội mày à. Ơi còn non có ngon mày nghe leo lên cái câu đó dân gian xưa rồi cha ơi đánh mày đỡ ghẻ để mấy tao hay đọc cái câu đó ổng không biết rồi kìa làm gì mà mày đặt được cái gì cái câu đó dân gian hồi xưa rồi có rồi cái ổi này chưa đâu có đặt rồi bà đẳng là bà ba ờ cái câu hồi xưa rồi dân gian hồi xưa rồi. Ừ, tao không quen mày, tao cũng biết câu đó gì. Mà tao nhớ luôn, tao nhớ đó, tao đọc cái câu đó. Với bà
chưa làm mất. Ôi mặn gì, đưa ra chỉ có chơi. Mũ ngộ, mày hổ con, mày leo lên bẻ được. Ông người ghẻ đến mày nó ghẻ. Đó, tiếu lắm, chơi tiếu. Bỏ rồi. Mãi hôm nay mới là bấm mấy hả, bấm 2 đến 3 giờ. Bà già của ông nãy á. Dạ hả? Ừ, bà già có gốc đéo không cao á. Thầy đó, ổng thầy lắm á, ông nội đó. Thấy vậy, nội vậy, mới 40 lên. 44 à, không tổng cộp. Tổng cộp là cái bài đúng rồi. Không biết là mấy. Nè. Đây nữa vậy nè. Không chép luôn kia. Ai vậy? Quang á.